chiến lược xây dựng đội hình và phát triển nhân sự của Florentino Perez tại Real Madrid luôn có những thay đổi. Ở nhiệm kỳ đầu tiên, chiến lược của ông chủ xây dựng này là Be the Answer y Pavonser, tức những cầu thủ ngôi sao sáng nhất Be the Answer và những cầu thủ trẻ trưởng thành từ La Fabre AX, lò đào tạo trẻ của đội bóng hoàng gia Pavonser. Khi tái đắc cử năm 2009, chiến lược của ông được đổi thành Zitiano, Zanjouser y Anonsoser. Lúc bấy giờ, để tái tạo Zin đang thua kém ba cơ quá xa, Perez chấp nhận chi đập để vừa chiêu mộ những ngôi sao sáng nhất thế giới Zitiano, vừa chiêu mộ những cầu thủ ưu tú nhất của bóng đá Tây Ban Nha Anonsoser và lò La Fabre AX, Zanjouser. Còn hiện tại, khi Zin sở hữu một đội hình mạnh mẽ, có chiều sâu và thống trị bóng đá châu Âu, vô địch Champions League 3 mùa liên tiếp, Perez quyết định chuyển hướng sang những cầu thủ trẻ tiềm năng nhất thế giới và Tây Ban Nha. Tạm gọi là Vini Junior. Với đại diện tiêu biểu là Marco Anzer, sinh năm 1996, năm nay 22 tuổi và Vinicius Junior sinh năm 2000, mới 18. Vinicius và Anzer chính là những hy vọng của Real trong tương lai. Vận mệnh của đội bóng hoàng gia nằm trong tay bộ đôi này. Nhưng không chỉ vậy, sau màn trình diễn của bộ đôi này ở trận giao hữu giữa Real và Juve, Vinicius và Anzer cho thấy họ xứng đáng được đặt nhiều kỳ vọng hơn thế. Vinicius có những pha đi bóng hết sức lắt léo trận đấu đó, Anzer là cầu thủ nổi bật nhất dù chỉ hiện diện ở 45 phút hiệp 2. Thống kê cú đúp bàn thắng phần nào chứng minh điều đó nhưng chưa thể lột tả hết những bất ngờ Anzer mang đến. Bởi, cầu thủ này được SLV Julen Lopetegui bố trí đá ở vị trí số 9 ảo. Không chỉ hoàn thành vai trò săn bàn, Anzer thực sự thích ứng với vị trí này nhờ sự khéo léo, tốc độ, óc quan sát và duyên ghi bàn đã trở thành thương hiệu từ lâu. Cộng sự đắc lực nhất của Anzer trên hàng công chính là Vinicius, người thi đấu bên cánh trái. Cầu thủ người Brazil là tác giả đường chuyền để Anzer nâng tỷ số lên 2-1. Bên cạnh đó, những pha đi bóng lắt léo của Vinicius thật sự khó lường, khiến hàng thủ giúp khốn đốn. Ở một pha bóng khác, Anzer cũng đáp lễ bằng pha đột phá giàu tốc độ từ sân nhà rồi tỉa bóng cho Vinicius đứng ở vị trí thoải mái nhưng thần đồng người Brazil không thể tận dụng thành công. Tóm lại, với cách bố trí như vậy, hoặc bất kỳ cách bố trí nào khác, rõ ràng Vinicius và Anzer đều có thể đem đến sự tươi mới và đột biến nhờ sự đa năng, sức trẻ và tài năng thiên phú. Real Madrid 3-1 giúp